Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Vinh ở đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tới tìm hiểu và học hỏi những cái ẩm thực trên thế giới. Và không nói nhiều nữa thì đây là một cái kênh đã rất là quen thuộc với chúng ta, đó chính là How to Basic. Và hôm nay chúng ta sẽ học cách làm thế nào để lóc xương một con cá. Các bạn cũng biết rồi đó, lóc xương gà, xương này thì dễ, chứ lóc xương cá nó hơi khó. Đôi khi chúng ta phải cần nhíp nè, chúng ta phải lóc một cách mà gọi là nó đi hết nguyên thanh xương ra cho nó đẹp, đúng không? Không nói nhiều nữa và mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Bước đầu tiên, hãy chuẩn bị cho chúng ta một cái dao thật là bén. Các bạn thấy không? Đây là những cái gọi là bộ dụng cụ mà khi các bạn mua về á, nó sẽ có mấy cái khay đựng dao. Nó khó luôn cái phần này mọi người ạ. Có nghĩa là nó sẽ sử dụng cái dao để chọn. What the dog doing? Để xén tới xén lui để làm cho cái dao nó bén thôi chứ không có gì hết. Bước 2, nấu con cá. Ủa, không lóc xương ra hả? Có cần phải bạo lực tới vậy không? Ê, cái này là lóc xương chứ không phải là gọi là hành hạ con cá. Tao sẽ kêu hiệp hội bảo vệ động vật ra đi để kiện mày. Bước thứ 7, đừng có cho trứng vào mấy con cá này. What? Look at this dude. Mày làm gì mà để thằng đạo diễn nó chửi vô mặt mày vậy hả? How to basic? Hả? Damn. Trời ơi. Và các bạn cũng nên lưu ý là đây là có thể là những thức ăn đã bị hư hay là gì đó, những cái thực phẩm đã bị hư nên là anh ta có thể sử dụng để gọi là để làm clip. Chứ đừng, mọi người, nhiều người hay nói là anh ta kiểu không có biết tiết kiệm thức ăn đồ này nọ. Mấy cái vật online thì thôi. Đấy, đa phần số tiền của cái kênh này á, làm ra để ủng hộ cho gọi là đồng bào ở bên châu Phi. Phải đồng bào là người dân ở bên châu Phi được ấm no đó mọi người. Oh my god. Cái gì, con cá với cái trứng gà nó có làm tội tình gì đâu mà mày hành xử với nó như vậy. Vậy mày có thể nấu được một món ăn cá với trứng rất là đàng hoàng mà. Không. Ôi. Ôi nó xếp con cá tới con te vậy. Nghiệp quốc. Mày ảo thật đấy. Ai dám ăn? Mấy bạn ai dám ăn? Là tôi đem đi đổ thùng rác rồi đó. Ok, vậy là chúng ta đã có món trứng cá rồi đó. Okay. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại cái món tiếp theo để coi là cái kênh này làm như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái món ăn mà rất là nhiều bạn thích. Đó là chính là thịt bò. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm thế nào để nấu được một món bò bít tết nhưng mà theo kiểu mà gọi là hình dạng tomahawk á, là cái đầu rìu á mọi người. Các bạn thấy không? Nó giống như cây rìu không? Các bạn cầm cái thanh sườn của nó lên đi bổ đầu người ta đó. Ừ. Đại chiến thích ăn, cầm cái miếng thịt này đi tán. Cái gì đây? Thủy tinh hả? Không, chắc là muối hay là gì á. Ok. Cái này chắc tiêu nha. À, nhìn nó ướp đã nha. Ôi, cái này đem đi nướng đó. Được. Bảo hát. Bảo hát. Come on baby. Ui, sao mà nó mọng nước nó. Tính ra tao chưa kịp nói luôn. Tao mày cho tao nói xong đi được không? Không. Tính ra là nó mọng nước nó chui xì. Nhưng mà má chưa mày. Ừ, bây giờ mọng nước rồi đó, toàn nước trứng gà không. Cái gì vậy, mày làm bột chiên hả? Đấm. Cái này gọi là gì ta? Đấm thịt ăn cho nó ngon hơn á mọi người. Ảo thật đấy. Ăn không được bao nhiêu. Ui, nó đập bể hồ cá luôn. Cái gì nữa đây? Má, nó còn đổ mấy cái than vô pháo vô. Ui, cái này ô nhiễm môi trường nha. Cái này là tôi không tán thành với cái kênh của anh nha. Anh biết là cái xô đó nó bằng nhựa không? Khi mà anh đốt nhựa lên là nó rất là ô nhiễm môi trường. Ok. Ok. Thà anh lấy cái gì đó bằng sắt tôi không nói.
Đây chắc chắn là món gọi là món bò. Bò than. What? Thôi ông cắn thiệt luôn kìa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái món ăn rất là gọi là để chúng ta tĩnh tâm nè, rồi rất là tốt cho sức khỏe. Đó là một món ăn chay. À, ăn chay nha mọi người, không phải ăn chay nha. Ăn chay là bể đầu nha, ăn chay nha mọi người. Okay. Cái món chay này là món chay mà bằng gà, con gà chay. Làm cách nào? Các bạn có thấy chỗ nào là thịt không chứ? Tôi thấy con gà này không có chỗ nào là thịt đó, tại tại tôi đời là gà chay. Đậu. Bơ cho người ăn chay. Ok. Nói chung là mấy cái bột hành nè, basil là cái gì đó, nói chung là mấy cái có hương thảo nữa hả? Bắt. Như vậy là xúc phạm người ăn chay nha, tại vì người ăn chay rất là thích ăn rau và họ rất là tôn thờ rau. Rau củ quả nha, như vậy là rất là xúc phạm nha. Giống như mấy người ăn thịt vậy đó. Ủa? Mày nói là đồ ăn chay sao bỏ trứng vô? À chắc là trứng công nghiệp mọi người. Có thể có là mấy cái trứng chay với trứng công nghiệp. Ok. Ôi. Bước thứ 8. Lấy một ít trứng ra từ cái nguyên liệu. Okay, hợp lý. Cuối cùng ổng cũng gọi là gì ta? Toại nguyện rồi. Cuối cùng mình cũng toại nguyện, được toại nguyện. Được đáp ứng. Nó dính lên màn hình. Cái gì vậy? Ông lấy cái gì ông chay lên vậy? Cái micro hả? What? Ui ông này đầu tư nha. Rồi cái mic hư mẹ luôn rồi. Nướng tới bốc cháy luôn. Thiêu rụi mẹ luôn rồi anh em ơi. Không, đồ khô. Thịt bò cũng có thịt bò khô đúng không? Thế này rau củ khô, sấy khô mọi người ạ. À. Nướng tới nỗi mà nó không còn miếng nước luôn á trời. Nhai mà nó giòn sột 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 không còn miếng nước luôn á. Nó không còn mọng nước luôn. Ác ôn chưa? Yêu. Ông làm ơn đi, ông làm cái món nào tử tế giúp tôi được hả ông? I'm here to tell you right now. We don't care. Let me tell you. We don't care. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ học cách nấu làm một cái gọi là món rất là phổ biến, rất là quen thuộc với lại những cả các bạn nhỏ, đó chính là gà viên của McDonald's. Let's go. Ok. Gà viên. Ui, má nhìn thèm quá. Tôi có chai cà chua này, gà viên cà chua là sốt cà chua là delicious. Ủa cái này hướng dẫn nấu hay là hướng dẫn ăn vậy? Ok, chúng ta cần một cúp bột rồi, đúng rồi, tại vì chúng ta chiên gà mà. Ok. Dầu nè, dầu thực vật này, muối, tiêu, một trái trứng. Mày có chắc là một trái trứng không? Mày có chắc không? Không biết nữa. Tao không nghĩ là cái kênh mày sẽ cho một trái trứng vô một video đâu. Ok, đây là hương vị để ướp gà. Kiểu như là chấm trứng gà xong. Ủa, cái cách này hơi lạ nha. Cái cách này hơi lạ mọi người. Tôi cứ tưởng là kiểu nhúng vô trứng xong rồi là in. Gà viên mà mọi người. Okay. Tôi lộn gà viên. Để coi cái này làm cách đúng không. Chúng ta không nên đánh giá một người độc. What? Cứ cho là miếng gà này có linh hồn đi. Nani? Nó biết vệ sinh cơ thể luôn hả? Ui, cái miếng gà này nó văn minh vậy, nó kiểu nó ý thức vậy. Ok, nó nói là mày muốn làm thì tao nhưng mà hãy để tao tắm rửa sạch sẽ không? Tao cạo lông nữa kiểu đi. Lên món nó mới đẹp, nó mới trông là bắt mắt. Hình như là tôi thấy sai công đoạn rồi đó mọi người. No. Các bạn biết
đâu, trong tất cả những cái đồ thức ăn nhanh là tôi thích ăn gà viên nhất luôn á. Cho tôi một cái đồ gà với lại gà viên, tôi sẽ chọn gà viên. Tại vì dạng gà viên á, các bạn ăn dễ mà các bạn ăn nhiều, các bạn ăn lâu, các bạn ăn coi phim nó đã hơn. Các bạn cầm cái đùi gà các bạn sập một cái. Tôi thích ăn gà viên hơn, tại nó có thể chấm được, ăn kiểu mình thưởng thức. Mà mày làm tới cái món mà tao thích nhất như vậy, tao sẽ... Thôi, dù gì thì mình cũng đang reaction kênh nó, thì mình nên tôn trọng nó đi. Okay. Chứ mày coi chừng tao á. Nó đang làm trứng chiên. Wow. Uầy. Tôi không biết là nó chuyển cảnh hay sao, nhưng mà kiểu một cái kiến thức vũ trụ được tiếp thu á. Cách làm của nó mà ra được gà nhìn rất là trông bắt mắt và ngon miệng. Từ nãy tới giờ nó làm rất là nhiều nha. Sấy, xay, xay ra nhuyễn, xem mà đem chiên. Đem chiên xong đem xay, nó làm tùm lum, nó làm nhiều bức. Nó làm tới con nhỏ kiểu không được siêu thoát luôn á, miếng gà ngắt luôn. Ok, và đây là món cuối cùng. Chúng ta hãy đến với lại Tandoori Chicken. Đây là cái món như thế nào đây, tôi chưa ăn qua. Uầy, nhìn khá là đẹp đấy. Cơm vàng, cơm vàng. Uầy, nhìn quả đùi gà muốn cạp nhờ. Nhìn kiểu nó hơi cay. Nó màu đỏ thì chắc là cay, nhưng mà mong là nó là sốt cà chua. Ok, làm thế nào để làm gà? Chúng ta sẽ cắt thành 4 cái chân gà. Hợp lý. Đấy. Này, Dương biết làm nè. Dương biết làm có khác không? Cắt vậy thì bên trong thịt nó sẽ mau chín hơn. Đó. Thái như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái gì đây? 3 thìa dầu, một ít muối, một ít nước cốt chanh, rồi thêm tí bột gì đó. Mấy cái này tôi chịu. Thêm tí yogurt, sữa chua. Rồi bắt đầu mix lại, bắt đầu ướp. Uầy, tôi nhìn tôi cứ tưởng là lấy mấy cái gọi là cái gì ta, mấy cái sầu riêng á mọi người, mà sầu riêng mà kiểu nó bị nhão nhão á, quét lên không, hoặc là bơ đậu phộng ấy. Uầy, anh trai đầu tư dữ vậy anh trai. Cứu. Mỗi lần mà tôi xem reaction xong kênh của ông này á, tôi phải đi cúng, đi kiến, kiểu mà cảm thấy mình đang rất là tội lỗi với đồ ăn á, tội lỗi giùm á mọi người. Cho nên là mình, chúng ta phải gọi là biết bảo quản thức ăn nè, biết tôn trọng thức ăn nè. Đấy. Nướng trong vòng 200 độ C trong 10 phút. Ok. Cứ cho là nó nướng đi. Ôi nó nướng được. Ôi nó nướng thiệt luôn kìa. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Tôi tưởng là bị hư rồi chứ. Về cho lên dĩa này. Ui, quăng cơm ra vậy luôn hả? À, cơm này bóc bằng tay ăn với lại thịt, chắc là món này của Ấn Độ mọi người. Nhìn mấy sợi cơm bên kia nó dài dữ vậy ha. Nhìn mấy cái hạt cơm nó dài lắm mọi người. Cho tí garlic, rồi cho tí. Nó chưa có chín nữa, ông nướng kiểu gì ngu vậy? Ok, hôm nay tới đây đủ rồi. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên để lại cho mình một like, nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì tôi đi sám hối với lại ông thần ẩm thực, chúa tể thức ăn thôi. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.